đây cho các ông xem cây cây cảnh độc lạ đây này những cái loại này kiểu nó được uh, cây nó đẹp ấy nó đẹp cho nên là anh em nó về nhập cũng đắt về đây nếu mà nói thật ra là chưa chưa nói chuyện là bán trên mạng ấy các thứ nha ở đây của, của anh em chúng nó đã gần xích soát gần 3 triệu một cái chậu này rồi Đấy, còn nếu mà bán trên mạng thì nó nhiều cái mất công hơn ấy thì là còn nếu mà các bạn kéo nếu mà không không phải mua ấy mà là mua qua qua cái người lọ người kia thì khéo cái chậu này thì tôi nói thật ra là khéo phải lên đến tầm 5 triệu mấy chục triệu nhưng mà nó cũng 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 nói chung là tại vì các bạn mua cái loại quả này nếu mà ở Việt Nam mình là không có ai mua ở các cái cửa hàng hoa quả nhập thì tôi nghĩ là nó phải trên trăm nghìn một cân quả thậm chí cá biệt phải đến tầm 300 trăm nghìn một cân quả ờ, cái giống này thì tôi nói thật cho các bạn là tôi cũng khá là ưng ý nghĩ. đây nhìn quả của nó đây này quả quả khi chín là các bạn biết này đây, đây gọi là cây Việt quất đây cho các bạn nhìn nhá. Bọn này thì nó rất sai ở Việt Nam nhá. Ở Việt Nam đảm bảo là rất sai. Cái thứ hai nữa là nhưng mà hôm qua tôi có bảo cái, cái cái cây ấy, Cái dung là tại sao không mang cái loại này mà uốn dây đồng dây thép. Nào làm sai ấy. Nó bảo cái loại này dễ gãy lắm anh ạ. Còn quả của nó đây này, quả và hoa của nó quá kinh luôn. Còn ở trên kia thì anh em đang thanh lý cái loại nó cũng gốc như thế này này. Nhưng mà lá nó không có lá như thế này thì để cho anh em nhà vườn hoặc là các bạn thích thích trồng ấy. Đấy, nhưng mà mà muốn cái hàng rẻ ấy thì nên lấy cái loại nó cũng là Việt Quất nó cũng là giống này này, ừ, nhưng hả? mà kiểu không trăm được ấy. Mày ăn quả xanh này 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 ấy hết quả bây giờ. Dụng bao nhiêu chứ? Từ hôm qua về dụng nhiều lắm nhé. Đây này. Đây này. Dụng này. Khác đấy. Đấy, giống khác đấy. Giống khác ừ, quả to. Quả to thì nên chăm tốt thì nó chả quả to à? Mày ăn hết cây đi à? Việt quất bốn mùa thì chỉ có một loại cherry thì nó mới có cái loại gọi là cherry uh, Brazil mới cả cherry ấy chứ. Đây này. Chứ còn ở đây là cái hàng mà mà chăm được ấy, bên bên Trung Quốc nó nó chăm được ấy. Cái này cái Việt quất, gọi là anh em chúng nó gọi là Việt quất bốn mùa. Quả của nó mà khi nó chín ấy thì là nó đen xì. nó nó đen xì thế này, nó đen. Mẹ con này ăn mất quả mẫu rồi. Quả người ta đang để cho người ta xem để ăn. Đây quả như này nó khá to này gọi là việt quất này, bằng ngón tay nhưng mà chưa chưa to hết cỡ đâu. này Còn cái um, cherry cơ, cherry thì nào các bạn mới hay bị bị anh em chúng nó nhầm là kiểu cherry um, cherry uh, Brazil với cả cherry anh đào. Còn việt quất này thì từ trước đến nay chỉ có một loại này thôi. Hoa của nó thì nó thanh theo kiểu cái chuông chuông như này này. Đấy, về Việt Nam tôi đảm bảo luôn cái dòng này rất sai. Về Việt Nam đảm bảo luôn tự nhiên các bạn trồng cũng rất là sai quả, sai hoa. Có mỗi cái là hôm qua tôi có bảo mấy cái dung là tại sao không lấy cái loại này mà uống bonsai ấy. Nó là cái loại này nó 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 dễ gãy. Nhưng còn quả của nó xong rồi khi nó chín là nó đen xì ấy, đây này. Một chùm của nó như thế này các bạn biết không biết bao nhiêu quả. Muốn mua hàng rẻ thì tí nữa tôi phải ra cái vườn ở trên kia cơ. Cũng nhập trực tiếp nhưng không chăm được, còn cái cây này kiểu cái mã nó lá mấy cả các thứ ấy. Hàng nhập nguyên chậu như này cho nên nó đắt. Như cái hàng này tôi có nói đầu video đây. Ở đây thì anh em chúng nó bán cũng đa đa đã xít xoát hai chị à ba triệu rồi xít xoát 3 triệu một cái cây như này rồi hiểu chưa nếu mà muốn mua cây này thì là cái gốc này thì mọi người biết là ví dụ như cái cái ấy này quả thì là ở trên cây rồi còn cái thứ hai nữa là các bạn xem cái gốc của nó nó to như thế nào này còn đây ví dụ ấy như này là nó không ấy được lép được cái này cây này nếu mà miêu tả cho các bạn thì nói chung là nó có ba ba thân chính mỗi thân thì thân bé nhất nó cũng phải tầm 2 phân mấy rồi cái thân này là gần 3 phân rồi 2 phân 8 rồi còn gốc thì các bạn phải đo cái vòng Còn chiều cao cái cây này thì nói chung là nó lên đến tầm mắt tôi là tầm mét rưỡi Quả thì nhiều lắm Còn các bạn quả mấy hoa thì rất là nhiều Còn hàng bên Trung Quốc nó nó chăm được Cái hàng này này Còn cái hàng kia là do là ế Ế thế nào bây giờ hầu như là lá thì ít Hoa thì cũng có nhưng mà nó không được mỡ cây như thế này còn cái cây như thế này thì tôi bảo rồi ở đây nếu anh em chúng nó có bán cho nhau ấy thì hoặc là bán tực, trực tiếp ở đây ấy nó cũng rơi vào đâu đó là gần 3 triệu rồi. Còn nếu mà các bạn mua ở trên mạng với cả mua các thứ ấy, các bạn phải tầm 4 triệu đến 5 triệu một cái này. Thì nói chung là là bán cho cái người người ta có tiền ấy chứ không phải là đại bộ phận dân chúng xem TikTok và có thể mua được. Tại vì các bạn bình thường như các bạn thì làm sao biết được cái quả này nó là quả gì? Nhưng mà các cái cái người người ta hay mua những cái cửa hàng hoa quả, người ta hay mua các cái hàng quả độc lạ ấy, Thì người ta mới biết chứ ngay cái việc ví dụ khi tôi nói là cái quả này giá trên thị trường nó đồng, tầm đâu đó là tầm hơn trăm nghìn một cân quả hoặc là ba trăm nghìn một cân quả kiểu mẹ gì các ông cũng bảo là mẹ để cho nhà máy ăn đi như thế nọ thế kia tại vì các bạn không biết đấy cái dòng hoa quả này thì nó nó phải nhập ấy không phải quả sim để nói câu quả sim thứ nhất là để các bạn đỡ đỡ ấy thì các bạn phải so sánh là thứ nhất là cái ná của cái cây này này đấy ná của cây cái quả xong cái hoa Hiểu chưa cái cây cái, cái hoa cái thứ hai nữa là cái thân cái da của cây này này để cho các ông đỡ phải là đây không phải cherry đây là việt quất cây cherry nó khác hiểu chưa cây cherry nó khác còn đây là cây gọi là cây việt quất bốn mùa Bạn việt quất hiểu chưa việt đây. hiểu chưa ở, ví dụ như là người ta xem nai thì toàn ở các cái khu mà tiếng tôi vang rừng núi thì làm gì có có các cái quán sinh tố Mấy là giàu nhá. Ừ, mày cứ cái khu thằng mẹ chạy. Này. Thằng thì Mẹ tiếng tơi vang rừng núi mới là giàu Tôi nói thật ra là ngay cả dưới kinh tôi Cũng có những cái khu mà nó biệt lập ấy Muốn mua xăng phải đi tầm 5 cây số Mới mua được xăng Các bạn hình dung chưa Thì làm sao mà biết được mấy cả nói là cái cái Không phải là khinh thường hay thế nọ thế kia Nhưng mà đại ý là tôi bảo cái loại này không phải ai cũng biết và mình có tác dụng tôi nói cho các bạn là ví dụ như đây là Việt quất thì các bạn ví dụ như là để cho các cái trang nó đỡ nửa các bạn thì thứ nhất là các bạn phải phân biệt được từ cái cái cái, cái quả này, cái quả này, xong rồi cái hoa này, xong rồi cái chùm quả của nó này. Còn cái giống này của nó này, xong rồi cái 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 nước da của cái thân này này. Đấy và cái cái cái, cái da nữa. Còn với các bạn mà gọi là 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 xem ở trên mạng nhiều hoặc là ăn đã cái, các cái đồ hoa quả rồi thì làm gì chả làm gì chả biết đây là 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 việt quất à đây là, đây là ở đây là việt quất tôi hay bị nhầm cái việt quất mới cherry và xin lắm nhá cái cherry ấy anh em chúng nó có hay, hay đây này hoa quả của nó ở trên cây này quả mòn hòn à, toàn các ông lại nhôm đồng ý kiến này vào đây rồi còn quay cho các bạn xong rồi nói về cái vấn đề gọi là cái dòng hoa quả nhập và cái ưu điểm của cái giống này thì nói thật ra là tôi tiếp xúc rồi tôi biết là về Việt Nam mình hay là cái đặc tính của cái cây này nó rất là sai quả nó rất là sai quả một chùm này lơ nga lơ ngơ này nhưng mà các bạn biết là một cái chùm con con này nó cũng là đếm xem nào chùm này chưa phải là chùm sai nhất đúng không cái chùm đéo nào nhỉ một cái chùm như thế này thôi nó cũng phải là hai bốn sáu tám 10 13 ba quả ở với cái chùm con con này đấy còn đây là đi từ bên Trung Quốc về là nó cũng rụng rồi đấy Chứ còn các bạn nhìn một cái tràng như này Mỗi cái lách lá này nó cũng phải tầm 5 quả này Đấy 5 cái cái quả con này 4 quả con này Thì các bạn biết một găng như thế này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 5, 30 nó phải 30 Các bạn hình dung chưa Gần 30 quả Chứ thời gian mẹ đâu mà ngồi đếm Còn các bạn biết là nó nó ra nhá Xong rồi nó ra hoa nhá Xong rồi ra liên tục Còn cái dòng này thì có mỗi cái là Ví dụ như là cái Cái việc là trồng cây ở trong chỗ chỗ dập Thì có ấy không Nhưng mà các bạn nhìn này Đấy nhìn này quả này Đếm vào chỗ này không biết bao nhiêu quả nhá 2, 2, 4, 5 Ơ ừ, nó ra là nó ra quả như thế này nó, nó ra ở lách lá không ạ Cứ cái lách lá là nó ra ở cái đầu chùm này này Cứ lách lá là nó ra này Tức là cái phần đầu chùm này này cứ lách lá là nó ra quả Lách lá là nó ra quả Đấy đây này Cứ từ 3 đến đến 5 quả Cứ là cái lách lá này Tức là đấy là nói cho các bạn thì cái lách lá là cái gì Tức là cái lá này này xong rồi nó ra quả từ cái lách này Đấy hiểu chưa Cái lách lá này Thế là cứ cái chùm này là nếu mà các ông bảo là đếm theo chùm thì là khó đếm. Bây giờ đếm xem bao nhiêu cái lách lá. Thì đây là một này, một nách lá này, hai nách lá này. Còn cái chỗ này nó túi túi thế này thì một nó thành một búi thế này, này, không biết bao quả nhá. Đếm xem nào. 2 2 4 6 8 10 12 14 16. Nó phải trên 20 quả cái chùm này này. Đếm mà xem. 2 2 4 5 này, 6 7 này, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nó phải trên 20 quả cái chùm này Mỗi cái chùm này Mỗi cái chùm này nó chỉ bằng tầm 2 đốt ngón tay thôi Đấy, Mở chỗ này có 20 quả Còn quả Việt quất thì nói chung là 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 cái, cái quả Việt quất này Thì các bạn có thể đánh ở trên mạng thì là các bạn biết Đây quả của nó đây Quả nó khi chín thì nó tím tím còn quả nó khá khá khá, khá to à. Đây, một cái chùm này này nó đang dính vào với nhau ấy do bên ấy ấy chứ còn như thế này nó rất là sai cái dòng này này thứ nhất là ở việt nam mình là nó nó rất là sai là ai có tiến này Về anh em đầu buổi thì mẹ à mày ơ à, ờ, sao mày chửi tao sao mày đi 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 là mày nói tao là, là, tao, tao lấy tiền mày là cái gì ở cái đó tao bảo mày lấy tiền của mày bao giờ đi mẹ à mày mày thử hỏi anh em mà có hỏi mày của tao tao, tao, tao sang mà chơi mà lấy tiền nó nông của mày là nhau cái đó mày điên à Tao thể luôn, mày, không. À, mày đời không bố giòn, mày chưa giờ bố Tàu, phải làm gì? Ấy có mày làm cái sại cái lỗi chúng mày chưa. Không, nhưng mà mày bảo thằng nào nói tao như thế thì cắt video hay gửi video cho cho mày để mày xem. Ơ, ừ, mày à, điên à? Tao mày, từ à, trước này tao nói xấu chúng mày làm gì? Ơ ừ, thằng ngáo ngơ này. Quay bảo bảo xem thằng nào nó nói tao như thế hay là mày nghe không rõ hay là như thế nào. Thì tao còn giải thích chứ. Thằng cứu tiến. Này, tại phiên nay bị giới hạn trong 10 phút này, mày đang bị nó nó báo phát lại hay sao này? Mày đang bị nó báo phát lại hay sao ấy? Có cá cũng hiểu Thằng này nó đang hiểu lầm mình cái đéo gì ấy, phải giải thích cho nó. Thôi địt mẹ chỉ nói vậy thôi chưa Mày điên à? Tao được dựng lên tao xuyên tạc làm gì? Tao là mẹ thích nổi tiếng đâu mà dở hơi à? Nó chỉ nói thế thôi. Tại vì là đấy các ông, đéo hiểu các ông nghe thế nào hay thế nào nó bảo là 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 thế nào mà tự nhiên này bảo tao là trên live stream là tao đến nhà mày lấy tiền của mày là thì đéo nào nhỉ các ông đéo hiểu các ông nói thế nào Đấy đôi khi là thế nó mới mệt chứ Đây này Sử dụng các chất xuất hiện trong phiên này này có thể gây hại cho sức khỏe thế, cái, cái, cái chất đéo gì thay thằng này nó hút thuốc hay cái gì nhỉ Cái này thì thực ra nếu các bạn mua thì tôi bảo thật là cái loại này thì nếu mà kể cả cái thủy nó có bán cho các bạn thì chắc là nếu mà bán kiểu bán 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 xong phải gửi ấy, xong phải ship ấy thì nó phải rơi vào tầm 3 triệu rưỡi nếu mà là cái cây này đấy cho nên là các bạn phải phải xem xem các bạn có mua được hay không còn đôi khi là ví dụ như cái cái dòng này, này là cái dòng mà nó nó đẹp từ ná từ thân đi cho nên là không phải nó trêu đâu nó thằng 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 tiến thì nó cũng thẳng tính đấy chứ còn nếu mà mà ví dụ như huấn thì là nó cũng bảo mẹ mày chửi tao thêm đi để thế nọ thế kia nhưng mà đến giai đoạn này là là nó có cái gì không nên không phải là nó có bị luôn tôi thế này mới, bảo có những người mà người ta có chuyện nhưng mà người ta giữ ở trong lòng ấy xong lúc nào người ta nghĩ xấu về mình nhưng đôi khi thì ví dụ nó nói như thế xong mình giải thích nhưng còn nếu mà mình lúc ấy mình mình, mình mình nương nẹo mới thế nọ thế kia thì là nó đánh giá là chắc thằng này nó nói thật đôi khi thì làm sao mà thì ngồi theo dõi nó theo có thời gian nó theo dõi các cái buổi nay của mình để biết là mình có nói xấu nó không nhưng đôi khi là tôi ví dụ nó không lấy tiền của mình Mình tự nhiên mình lên live mình bảo nó, lấy tiền của mình để làm mẹ gì Mình có muốn nổi tiếng theo cái kiểu ấy đâu Các bạn ngày xưa là đôi khi là ví dụ như bọn giang hồ chúng nó ấy Đôi khi chuyện không có nha Nhưng mà chúng nó cứ đặt điều cho nhau Xong rồi cứ thằng nọ chửi thằng kia xong chửi khoa chửi lại ấy, ấy Thế là ngay từ đầu vào nó nó chửi mình Mình bảo sao mày chửi tao Thế nó nói ra nó bảo là sao ở trên này mày nói nọ nói kia thế nọ thế kia tao bảo, tao không thì có thế tao làm gì có phải thế mày bảo nếu mà lấy ở đâu hoặc ai bảo thế thì mày phải bảo nó cắt video ra hoặc là chỉ chỗ nào nếu mình bây giờ là nói chung là cũng không có thời gian mà 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 giải thích nọ giải thích kia nhưng mà ví dụ như nghe ở đâu thì phải tìm thông tin ở đấy còn à, đây là nói sơ qua cho các bạn thì đây là cái giống này thì tôi cũng bảo với các bạn là cái giống này này là cái giống mà nó rất sai quả sai hoa ở Việt Nam còn giá trị quả ở Việt Nam mình thì tôi cũng chưa thấy một cái đồng bào nào ở Việt Nam mình trồng xong rồi bán quả. Các bạn hình dung chưa bán quả. Còn cái giống này thì nó cái cây giống này này. Theo tôi là đã tầm như thế này là tầm cũng tầm 4 5 năm rồi. Và tôi biết thằng phiên nai like của Tiến bị giới hạn rồi này. Rồi. Tao nói mày nghe này. Nói, nói đi. đi. Mày, làm gì làm chứ đừng để à, tao mang ta tiếng không, không thích đâu mày điên à từ từ để lật máy ảnh ra đã không quay cherry á <laughs> mày điên à tao mà tao biết mày mẹ bây giờ là là tử tế rồi thì dở hơi à mấy cả từ trước cái này tao chả bao giờ tao thích nổi tiếng theo cái kiểu ối rồi ôi thế mà tự nhiên ở đây nó lại rời mẹ ra rồi đang định lấy ghế để ngồi với nó nói chuyện với nó tao cũng là người tử tế đây mình có thời gian đâu mà mình ấy chắc cái phiên của nó nó bị cấm hay sao ấy Đấy, Tiến thì bây giờ nó đội mũ phớt để nó ấy rồi nó đội mũ phớt xong rồi nó bảo là thâm nhập vào thị trường nghiện để biết tình hình tâm sinh lý của bọn nghiện như thế nào rồi mấy cả nói sơ qua cho các bạn là như thế còn nó trêu hay không thì tôi không biết nhưng mà đại ý là nó bảo mình là mình chửi nó hay là mình bảo nó là lấy đến nhà mình lấy tiền thế nọ kia thì tôi bảo là không phải không có cái chuyện ý đấy là để cho những cái người người ta biết nó còn quả thì nó như thế này cái dòng này nó say hoa say quả ở việt nam những cái dòng này thì bị cái là nó hôm trước tôi có nói mấy cái dung là tại sao không lấy cái loại này để uốn dây đồng dây thép thì cái dung nó bảo cái loại này nó nó giòn nó dễ gãy anh ạ à. còn cái vấn đề mà cái loại này thì là là em nói về là nó đắt chị em chúng nó lấy về là nó đắt tại vì cái cây nó nó đẹp thầy sập rồi à chửi nắm bị sập chứ sao <laughs> tiến nó hay thế nhưng tôi có có ấy đâu nó vào nó chửi loạn gì ngậu lên tí nó mình Bảo là mẹ cứ động vào video của mày không Tao cắt video ra là không dám đăng Đăng một cái là bị 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 nó bị cái vấn đề là vi phạm cái chính sách lọa chính sách kia ấy wow. Nhưng mà nó lẫn ở trong cái 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 cái, cái hôm ví dụ mình cái buổi livestream của tôi này livestream của tôi không phải là chỉ có mỗi livestream cho các bạn xem như này Xong rồi dẫn các bạn đi ra nói chuyện với con bò, mấy con thiên nga, mấy con vịt các thứ Mà chắc chắn là nó còn cái dụng ý để tôi tí nữa tôi tôi tôi, tôi cắt video tôi đăng Nó giống như các bạn khác mà bán hàng mà có video đăng hàng ngày ấy thì cái buổi tôi phát như này thì không phải là phát xong là thôi Thì các bạn sẽ phải được xem lại cái video tổng thể Nhưng mà thằng Tiến nó bảo là mày không phải cắt Tại vì cái đội ngũ gọi là Tiến Con Mới cả Tiến Bờ Rai với cái, cái nọ thế kia Tức là đội ngũ cái cái fan hâm mộ của nó ấy, tự làm cái việc ý nó mình thì mình chưa đạt đến đẳng cấp ý cho nên là mình vẫn phải tự cắt <laughs> nhưng nó bảo thế này mày không phải cắt mày cứ đứng cùng tao là tí là đội ngũ tiến bờ rai con một phát là nó tự nó cắt xong rồi nó đang lung tung đấy nó kêu gọi các thứ tiến nó làm sao thì nó vừa vào rồi nó chửi thật chả biết là cu cậu đang đang tạo xì căng đan hay gì nhưng mà cái chuyện mà tôi chửi nó xong rồi tôi bảo nó là đến nhà tôi xong lấy tiền của tôi thì là tôi không bảo tôi chắc chắn là tôi không bảo như thế mà kể cả nó có lấy tiền của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng dở hơi là, mà tôi lên mạng tôi nói cái điều ấy để làm gì nhưng mà